Giữa lúc bạn gái nhập viện, biểu cảm của Quang Hải gây chú ý. Hiện tại Quang Hải vẫn chưa có bất cứ chia sẻ nào về những thông tin liên quan đến bạn gái. Ngày 7 tháng 7 vừa qua, tại vòng 1/8 cúp quốc gia, Công an Hà Nội và Nam Định đã có trận đấu kịch tính. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Quang Hải trong màu áo Công an Hà Nội, nhưng anh chàng lại đá hỏng penalty khiến nhiều người tiếc nuối. Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh Quang Hải ra về sau trận đấu đã được cư dân mạng chia sẻ. Ngoài việc đây là trận đấu đầu tiên của Quang Hải tại Công an Hà Nội, nhiều người còn chú ý đến sự xuất hiện của chàng cầu thủ vì những ồn ào liên quan đến Chu Thanh Huyền, bạn gái anh chàng đúng thời gian này. Trong khoảnh khắc này, chàng cầu thủ được người hâm mộ vây quanh để chụp ảnh và xin chữ ký. Tại đây, Quang Hải giữ thái độ chuyên nghiệp, mỉm cười khi chụp ảnh với fan nhưng nhanh chóng quay về với gương mặt không để lộ nhiều cảm xúc. Tuy nhiên anh chàng không ký tặng nhiều mà tìm cách thoát vòng vây của fan và rời đi khá nhanh. Nhiều người cho rằng lý do của biểu cảm này là vì câu lạc bộ vừa thua và bạn gái cũng đang vướng ồn ào. Được biết, sau khoảnh khắc này, Quang Hải cũng vào viện chăm sóc bạn gái suốt đêm. Về phía Chu Thanh Huyền, người nhà cho biết hiện tại sức khỏe của cô nàng đã ổn định nhưng vẫn đang ở bệnh viện để theo dõi thêm.